Okay, chào mừng các bạn quay lại với kênh Phan Thành TV. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm sao để có thể trồng được một cái dàn rau muống hay là một dàn rau bất kỳ mà các bạn không cần dùng đến đất. Thì cái cách trồng như thế này người ta gọi là trồng cây thủy canh. Và thủy canh thì nó có hai loại, một loại động, một loại tính. Thì cái mà mình đang làm đây là gọi là thủy canh tính. Thì các bạn xem thủy canh là như thế nào nha. Mình nhấc cái chậu này lên á, thì rõ ràng các bạn thấy là mình không dùng đất. Đó, hạt giống sẽ chui qua cái nắp vỏ chai xi tinh này và nó sẽ tạo ra rễ này. Mình thấy rễ vẫn đang có nước chảy xuống nè. Mình nhìn bên trong á, mình thấy là nó có một dung dịch. Thì dung dịch này á, do nhà mình nuôi cá nên là mình lấy luôn cái nước phân cá, tức là mình có cái bể lọc, mình lấy nước từ cái bể lọc phân cá đó mình cho đây thôi. Và trong cái nước đó là có sẵn là chất thải của cá nè, và đã được vi sinh phân giải tại cái thùng lọc mình có vi sinh, mà vi sinh phân giải nitrat luôn, nó ra dinh dưỡng đầy đủ cho cây rau muống luôn đó. Thì các bạn có thể sử dụng nước nếu các bạn nuôi cá như mình, tại nhà mình là trồng cây nuôi cá mà, thì mình nuôi cá mình có cái chất thải của cá, mình có thể làm trực tiếp đây, mà mình không cần phải pha bất cứ hữu cơ nào hết. Mình đã thử trồng 2-3 đợt rồi và nó đều lên được thành cây rau muống hoàn chỉnh hết và đều ăn được hết. Nên là nếu các bạn mà có nuôi cá, các bạn có thể áp dụng mô hình như mình. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn cách làm sao để các bạn có thể làm được một dàn cây thủy canh hữu cơ như mình. Đó, thấy hai cái nó đều rễ nè, rễ rất là nhiều rễ, nó bắt đầu trổ rễ nè và đâm xuống. Và mình cũng không cần phải tưới nước hàng ngày, các bạn thấy không? Trong này đầu tiên là nước nó còn đầy, bây giờ nó chỉ còn nửa bình thôi. Và cái rễ nó sẽ đâm xuống nó hút. Thì khi nào nó hút cạn hết nước trong này thì cái cây rau muống của bạn hoàn chỉnh, nó thành cây rau muống có thể thu hoạch được. Mình đã thử trồng rồi, nó các bạn nó khác thủy trồng ở đất á, là bạn không sợ dơ, tức là không sợ phải xúc đất, không ấy, đất nó không vương vãi ra nhà, không dơ. Cái thứ hai nữa, các bạn cũng không phải quan tâm đến nó, các bạn chỉ để ngoài sáng thôi, và đến tuần đến tháng thì các bạn lên thu hoạch nó thôi. Và nó làm thì cũng rất là đơn giản. Cái này là thành phẩm rồi nha, đây thành phẩm đây. Thì cái nguyên liệu đầu vào của mình đó là cái chai xi tinh này. Từ chai xi tinh này mình sẽ biến tấu lại thành như thế này. Thì cái này ngày xưa ở nhà mình á, mình có tận dụng là cái bao rác á, màu đen á, mình sẽ bọc lại. Cái nguyên nhân mình phải bọc nó lại á, là bởi vì cái rễ nó phát triển trong tối đó, nên là mình bọc lại thì cái rễ nó sẽ kích thích cái rễ của cây nó phát triển tốt hơn. Chứ còn ngày xưa mình để trong á, thì nó sẽ kém phát triển hơn. Thì cái này là do mình làm một thời gian mình đúc kết được, thì các bạn sau này các bạn làm chai xi tinh các bạn có thể đúc kết được. Và bây giờ đây là những nguyên liệu đầu vào của mình. Mình cần có chai xi tinh này, bạn có thể dùng chai C2, bất cứ chai nhựa nào có dung tích như này, hoặc là chai bự hơn thì các bạn sẽ gieo được nhiều hơn. Ví dụ như cái này mình gieo 10 hạt giống đi thì nó sẽ chết bớt đi, nó còn một số ít, nhưng mà sau này nó sẽ phun lên thành một cái chậu rau muống. Thì các bạn có thể dùng chai coca bự cũng được, chai nào cũng được đó, để các bạn làm. Rồi đó là đầu vào là chai xi tinh nè. Rồi các bạn phải có một cái giấy để bọc nó để cho rễ nó đâm ra. Thì do mình hết cái dây bóng đen này rồi nên mình sử dụng cái giấy này. Rồi tiếp theo là bạn phải cần có một cái miếng vải nào cũng được, các bạn sẽ dồi vô cái đít chai như thế này để cho cái hạt rau muống lúc bạn gieo nó không bị rớt xuống đất, và khi nó đâm qua cái lớp vải này thì nó sẽ xuống hút nước được đó. Thì đơn giản vậy thôi là các bạn có thể làm được dàn rau. Và các bạn chờ, thường trồng cái như này nó cũng không nhanh đâu, cũng phải mất khoảng 3 tuần đến 1 tháng các bạn mới thu hoạch được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước để các bạn làm nha. Rồi các mọi người chú ý nha. Rồi thì chúng ta bắt đầu làm. Thì cái này đơn giản lắm, đầu tiên là các bạn sẽ cắt khoảng từ giữa chai này, các bạn cắt bỏ cái phần này đi, tức là cắt làm đôi á. Để mình cắt thử nha. Đầu tiên là mình sẽ lột cái này. Cách này dễ lắm, mình chỉ cần đâm nó một phát là lộn thôi. Đó, chọc lộn rồi. Giờ nó chỉ cắt theo cái hình này thôi. Cái này cũng không cần phải đẹp mắt đâu bạn, mà cắt sao cũng được, miễn sao là đừng để nó lọt. Ví dụ như mình làm này, thấy không? Đó thì nó lọt đây. Cái chai tinh này mình làm chai tinh mới nên là cái đầu nó hơi ấy, còn cái này đầu hơi dài. Nếu mà được các bạn có thể cắt bỏ cái phần dư này đi cũng được. Đó, không cần đi cái đầu nó dài như vậy đâu, dài như vậy thì nó hơi đâm sâu xuống cái phần dinh dưỡng á, thì lúc đó cái giấy này các bạn để hờ trên thôi, các bạn đừng có thọt sâu xuống. Rồi ok, còn tiếp theo là các bạn sẽ phải đâm lỗ cho nó.
Đây, cái này thì ok nè, cái này chỉ cần bọc lại là được. Còn phần này các bạn sẽ phải đục lỗ cho nó. Thì đục lỗ cho nó là mình sử dụng cái tool mình mới mua luôn. Bình thường là các bạn dùng mấy cái dùi á, cái đầu nhọn những đồ nặn mụn hay gì đó, các bạn có thể chọc được lỗ ở trên này, nhưng mà rất là cực. Nên mình sẽ dùng cái thiết bị gọi là khoan cắt cầm tay này, mình vừa mới đặt mua trên Lazada luôn. Giờ mình sẽ thử nó, thử để khoan nó nha. Thì mình vừa mới lắp xong cái mũi khoan nè, giờ mình sẽ thử khoan cho các bạn. Tại vì để trên bàn thì nó rung rinh quá, nên là mình thử lại mình sẽ làm ở dưới đất. Dưới đất thì tay đà mình sẽ chắc hơn. Cái khoan này mình chưa xài bao giờ nên là sẽ có chút hơi ngượng nghịu, thì đâm vô thôi. Đó, chọt vô. Nhưng có vẻ như không dễ như mình tưởng tượng. Các bạn đâm để cho rễ của nó chui ra ngoài được. Thì cái rau muống sẽ theo cái đường này nó chui ra ngoài. Rồi, xong một hồi đục mình đã đục xong. Đục xong hoàn thiện cái lỗ rồi phải không? Rất nhiều lỗ mình đã đục xung quanh thế này. Rồi, các bạn sẽ thử ráp vô thử nha. Đây, mình ráp vô. Đó, thì với cái chai Sting này á, con thấy là nó hơi là dài đúng không? Cái đầu này nó chạm hơi sâu xuống. Thì các bạn phải ngăn cái tấm này. Cái tấm này nếu bạn thả vô bình thường nó sẽ lọt thỏm vô trong luôn. Đó, thì nó quá sâu. Nên là cái rễ nó không ăn được. Đó, đây mình có đục lỗ này. Nên là bây giờ mình phải lót thêm một ít xốp ở ngoài nữa. Giờ mình sẽ lót thử một ít xốp ở ngoài nha. Đây. Mình có mấy cái miếng xốp, các bạn có thể lấy xốp hoặc lấy bất cứ một vật cứng nào đó hoặc cục đá cũng được các bạn. Thả xuống đây. Đó. Thả tạm xuống đây. Đó. Đó, rồi. Thả xuống đây xong các bạn cho cái tấm vải này lên đây, thì cái rễ nó sẽ đâm qua vải, xong rồi có nước đây nó mới tròi qua những cái lỗ này đi ra ngoài và nó hút dinh dưỡng ở ngoài. Rồi đó, xong bạn co lên đây, bạn cho này vào đây. Thì để cho rễ cây rau nó phát triển được á, thì mình phải có cái đồ này mình bọc nó lại. Mình phải có một cái tấm nào đó mình bọc nó lại để cho nó che đi cái phần ánh sáng vào nó. Mình sẽ cắt cái này để mình bọc nó lại nha. Rồi thì bây giờ mình đã cắt xong cái giấy rồi, giờ mình chỉ việc bọc nó lại thôi như thế này. Đó, nó vừa khít vô ha, cắt vừa khít luôn ha. Đó, bọc lại. Rồi, bọc lại xong thì sẽ lấy băng keo cố định nó. Để miếng sao là nó ở bên trong nhìn từ ngoài vô ánh sáng không được chiếu xuyên qua đây. Đó. Vậy là đó, thì là rễ nó sẽ có điều kiện nó phát triển được. Thực ra là cái này với cái này giống nhau thôi. Mình lấy cái giấy bóng đen á, mình làm thì cái này mình dùng cái tấm giấy bìa cứng mình bọc ngoài vậy thôi. Rất là giống nhau. Rồi. Rồi, cắt đi. Rồi. Đó, vậy là giờ chúng ta đã có một cái dàn rau thủy canh mới, một cái hú trồng rau thủy canh mới. Chỉ trong vòng vài ba nốt nhạc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuống để chế dinh dưỡng cho nó và thả hạt giống vô cho nó nữa là xong. Chờ 7 ngày sau á thì kết quả nó sẽ như thế này. Rồi, bây giờ xuống dưới bể cá nhà mình lấy chất dinh dưỡng nha. Bây giờ xuống tới bể cá nhà mình rồi, thì mình sẽ lấy cái nước thải của cá để mình trồng cây. Thì các bạn thấy là cái này sau một tuần nè, thì cái lọc mình sắp tràn rồi, nó gần tới miệng bờ rồi. Thì mình sẽ lấy cái tấm lọc đó ra. Đó, mình lấy tấm lọc ra, mình cẩn thận đây vô, móc cái tấm lọc ra đó. Đây, lắp tấm lọc để các bạn thấy này. Má ơi, nó dơ kinh khủng. Đó, đó, rồi mình đã để ra đây rồi. Giờ mình lót tấm lọc mới vô. Đó, tấm lọc mới vô. Đó, thì các bạn trồng cây, các bạn chỉ cần lấy cái tấm
lọc phân cá để các bạn trồng thôi. Đây, ok rồi. Cái này là một con mình chưa thay nhưng mà bể cá mình nó cũng chỉ hơi vàng thôi chứ nó không có dơ lắm. Rồi, bây giờ mình đã có được cái tấm lọc phân cá rồi, như thế này rồi. Nhìn này, đó. Đó, các bạn có thể chắt nước ra, các bạn thấy là cái nước rất là dơ. Không? Nước này á, nước này nếu mà cho rau trồng thủy canh á thì cực kỳ tốt luôn. Thì các bạn nếu muốn thêm nước, các bạn chỉ cần cho thêm nước, các bạn vắt bớt ra thôi. Đó. Đây mình vắt nước ra và mình đã có cái dung dịch mà mình cần để trồng rau rồi. Thì bây giờ sau khi có dung dịch trồng rau á, các bạn chỉ cần đổ nó vô đây. Thì khi mà mới các bạn nó cứ đổ đầy cho mình. Đó. Rồi. Đây, các bạn nhúng xuống là thấy cái khăn của mình nó sẽ bị ướt này. Đó. Thì các bạn đừng để cho nó ngập như thế này, các bạn cho sấp sấp thôi. Sấp sấp là mình sẽ đổ nhiều quá rồi. Mình sẽ gạn bớt ra để cho nó sấp sấp nước thôi. Đó, thì khi mà cái cây nó hút hết dinh dưỡng ở trong cái này á là nó đã lớn lên thành một cây rau muống hoàn chỉnh rồi. Đó, rồi các bạn để này, thấy không? Khi bạn ấn nó xuống á thì nước nó sấp sấp ở cái mặt rau thôi. Đó, phải không? Nó chỉ sắp sắp mặt rau thôi. Bây giờ mình sẽ lấy hạt rau muống mình thả vô và mình để nó ở một cái chỗ nào đó ánh sáng đầy đủ là 7 ngày sau nó sẽ phát triển giống như cái rau ở trên kia của mình. Giờ mình sẽ lấy hạt rau muống bỏ vô. Rồi đây hạt rau muống. Người ta kêu là phải ngâm đi cho nó dễ nảy mầm, nhưng thật ra mình không cần. Tại vì nó sắp sắp nước rồi, cái mình cứ bỏ vô thôi. Bỏ số lượng nhiều á thì tại vì rau muống có thể mọc chen chúc với nhau được mà. Nên các bạn cứ bỏ số lượng nhiều, xem nếu mà có hạt nào bị thui thì có thể bỏ qua. Đó, mình bỏ đây chắc phải hơn 10 hạt. Đó, rồi. Xong. Rồi giờ đem lên trên lầu mình để chỗ ánh sáng đầy đủ thoáng mát là một tuần sau mình đã có cây rồi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nếu các bạn thích video này nhớ like, subscribe cho mình. Rồi các bạn thử trồng thử theo cách của mình xem kết quả như nào nha. Có gì thì các bạn comment xuống bên dưới cho mình biết ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.